À, chính chào anh em cầu thủ nha. Hôm nay là ngày 1 tây tháng 11. Ơi, 11 tây tháng 1. Chúc mừng Tiger xin lên một cái lô cần bay gồm ít mã cần hàng nội địa Nhật. Anh em mua hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại 0907010129 Zalo giúp em. Đây. Đầu tiên thì anh em cố gắng chốt sớm giùm em nha, tại từ đây tới ngày 20 trong tuần này nó sẽ không như còn 5 ngày nữa là nó sẽ không nhận hàng nữa. Em sẽ chuyển cho anh em càng sớm càng tốt đến tay anh em để cho anh em có những cái sản phẩm mình đi câu, mình đi chơi Tết của năm. Và đầu tiên em xin lên mã thứ nhất. Mã thứ nhất của em là một cây NFT Ola dòng carbon xoắn phôi kim cương hai da này, rất là đẹp, long lanh luôn nha anh em. Rồi, cây này có chiều dài tổng là 6m2, cân nặng là 144g. Cây này có ngọn là 0.9, rút ra thẳng 3H. Cây này thích hợp cho anh em quýnh rô, chép, giết. Anh em nào quýnh suối, anh em nào quýnh những cái dòng cá bé nha. Rồi, quýnh... Cây này cầm rất là nhẹ tay, phôi rất là đẹp. Rồi, nguyên bản zin chưa có pha xử lý nào ở đây hết. Rồi, cây này có giá là... cây Ola này có giá là 1.700.000 nha anh em. Anh em coi phôi của nó nè. Đó, cây này rất là mới, còn rất là mới nha anh em. Đó, hàng Nhật lúc nào cũng đỉnh. Đó. Đẹp quá anh em ơi. Xoắn đã. Giờ kế tiếp. Kế tiếp của mình là một cây cây này là em đã đây kiểm tra phôi nó nè. Rồi anh em nha, đây là ngọn nè. Cây này có tổng chiều dài là 5m1, độ cứng H. Đây, cây này rơ vào phải 3H nha, cứng nha anh em. Đây 5m1, đây ngọn của nó nè, ngọn dưới đống 2. Đây, em sẽ đút vào nha em, tự vô cao. Anh em đã kiểm tra hết rồi, không lỗi, không có bị dập một cái vấn đề gì hết. Ngoại hình cây này cũng còn khá là đẹp. Rồi, bỏ cho nó gọn. Đó. Cây này có tổng chiều dài là 5m1. Độ cứng 3H, cây này rút ra thẳng tưng nha anh em. Rồi. Rồi, bỏ cho được sơ sơ, cho nó gọn lại thôi. Đó, đó cái này có tổng chiều dài là 5m4. Cái này nặng 234g, ngọn 0.9. Giá cũng khá rẻ cho anh em vào mùa dịp cuối năm nha luôn. 550k. Em sale 550k thôi nha anh em. 550k. Cái tiếp là mã B39. Đây, B39 tổng ngoại hình đây. Cái này có zoom nha anh em. Cái này là dòng Shimano. Shimano đời mới bây giờ nè. 6m7, zoom 5m7 nha anh em. Này, cái này rút vào thẳng tưng luôn nha anh em. Cái Shimano này. Rồi, cái này có cân nặng là mã B39 nặng 190g. Hai chế độ cho anh em nào câu suối, anh em nào câu chép, anh em nào grow, tùy anh em nha. Tùy những cái dùng địa hình mà anh em để câu. Cái này có tổng chiều dài là 6m1, cân nặng chỉ có 190g thôi, rút ra thẳng tưng nha anh em. Cái này cứng. Rồi, cái này có mã là mã B39, giá là 1.000.000. Giá là 1.300.000 nha anh em. Đây, cây này là cây Shimano. Đó, để mở cho anh em. Giá là chỉ 1.300.000 thôi. Cái này hàng hệ nha anh em. Mỗi lóng mà có một cái đường viền. Đó. Cái hãng tính chất liệu carbon khá.
cái này carbon dày nè, carbon cao, nhẹ, dài nhẹ nảy cứng. Anh em, cái này 6 mét mấy mà con lạng mấy mà cứng ra thẳng tưng à. Ủa, lộn mà thiếu lắm rồi. Đây. Rồi nha anh em, đó, cái này là mã B39, đó, mặn 190g, cái này tới 6 mét mấy mà nặng có 190g à. Nha anh em, phôi nè, phôi carbon đời mới nên vậy nó nhẹ nha, hàm lượng carbon nó cao, nó cứng. Nãy, kế tiếp là mã B40, B40 là một cây 5m4 cứng vừa 3H. Cây này em sẽ sell luôn, giảm giá là 550k luôn, giá hiện tại giá cũ là 700k. Em sell nha, 550k. Rồi nặng 168g, ngọn 1 ly. Đó, cái này rơi vào 3H. Đó, đó em sell cuối năm luôn. Mã B40, 5m4, 550k. Đó, thôi là em đã kiểm tra, phôi cũng còn khá đẹp nha anh em. Tới kế tiếp là mã B41 là một cây carbon vô da. Cây này rất là đẹp nha anh em. Đây, 4m5, 10 lóng. Cây này có cân nặng là 94g còn 0.6, giá cái này là 650k, em sẽ sell còn 550k. Sell chỉ ngày mấy ngày cuối năm thôi nha anh em. Tại vì xì với lại chút lọc cho anh em. Đây cái này phôi rất là đẹp nha, như gamma vậy nha anh em. Nó như gamma vậy. Kế tiếp cái này là hàng nội địa Nhật nè. Kế tiếp là một cây mã 42, 4m5, new. Cây này có cân nặng là 125g, ngọn 0.9, giá 600k, em sẽ sell là 550k luôn. Nó 550k hết nha anh em. Đây, cây này khá đẹp nha. Cây này có chiều dài là 4m5, nặng 125g, ngọn 0.9. Đó. Tới mã 43. Mã 43 là một cây 4m5 luôn. Cây này có ngoại hình cũng còn khá đẹp nè. Thôi cũng coi như gamma vậy, lộn mà, đó, lộn mà, thấy không? Dễ lộn, đây, đây, qua đây nha anh em. Đây, đây, qua đây. Phôi như gamma vậy, đây. Phôi đẹp dễ sợ không? Cái này có chiều dài 4 bữa, giá 600, em sẽ sell 550k luôn. Cái này là cứng nha anh em, cái này cán dài là cứng nè. Kế tiếp. Kế tiếp là mã B44, mà B44 là một cây 4m5 của Ayano. Cái này chất liệu là carbon. Cái này như hàng cooler xuất Nhật. Nó, cái này là tỷ lệ hàm lượng carbon cũng thấp nên vậy nó pha phíp nè. Đó nên vậy là giá cũng khá rẻ, 300k bao ship nha anh em, 300k bao ship. Mã số 44, 4m5 300k bao ship. Bán sale luôn. Khá đẹp nha anh em nè. Tới mã B45. B45 là một cây 9m zoom 9m5. Cái này cũng còn khá đẹp. Thì anh em nhớ chơi những cây lóng lóng này nè, dài nè, anh em nhớ bo, lấy chỉ bo lại dán hoặc là làm một cái gì cố định ngay chỗ lóng này nè cho nó cứng cáp nha, nó không có bị tuột lóng ra. Đó. Cây này do nó tình trạng là nó bị chút nữa em sẽ sơn bóng rồi nha, do nó ngâm nước á. Cái lóng của mình á là khi mình bị nước nó sẽ bị bung keo, anh em hiểu không? Đó, em sẽ sơn bóng, em sơn lại chưa, đó nó lại bung keo. Thì đó, thì cây này là 9m 9m5, độ cứng là cứng, cây này là cứng vừa cỡ chừng 4-5 h gì đó. Giá cây này là 1.9 triệu, em sẽ sell lên còn 1.6 triệu nha anh em nha. Giá 1.9 triệu em sẽ sell là 1.6 triệu nha. Mã B45 nặng 374g, còn 1.5 ly, 9m 9m5. Đó.
Nút zin, bao zin còn nha anh em. Tới kế tiếp là một cây ISO hạ tay. Cây này có hai chế độ zoom và cứng ngọn 2 ly 5m2 và 6m. Đó nha anh em, cây này zoom 5m2 và 6m. Nếu mà mình để liền luôn có thể lên tới, nếu mà cây này là 6m2 đến 7m, nhưng mà em độ lại cho nó cứng á thì nó còn là 5m2 đến 6m. Thì ngọn tới 2 ly luôn nha anh em, nó rơi vào 5-6h á. Thì cái này là giá là 1.400.000, em sẽ sale là 1.300.000. Rồi 1.250.000 nha. 1.250.000. Em sẽ sale là 1.250.000 luôn nha anh em. Cái này anh em về săn hàng nha anh em. Đó, 1.250.000. 6m. Kế tiếp là một cây Gamakatsu. Cây này là phôi Gamakatsu nha anh em. Đó, cái này phôi Gamakatsu thì em đã hạ rồi. Ủa, cái ngọn rồi ta. Rồi, cái ngọn rồi. Rồi, chút nữa em gắn ngọn rồi. Ngọn mất tiêu rồi. Cái này em hạ xuống 4,5m nha. Cây này là em hạ xuống 4,5m khoảng 8h để cho săn hàng cá lớn nha anh em. Đó, nhưng mà em để sau đi. Cây Gama này để lát đi. Đó thì em đâu để đâu rồi ta? Ngọn này không phải. Lát em để ngọn nó đi bấm đi. Tiếp là một cây độc 3 6m3 của NFT. Cái này ngoại hình là hơi bị xước xát nha anh em. Em chưa vệ sinh nữa, hơi xước xát. Thì cái này nó ngoại hình hơi xước xát. Thì cái này thích hợp cho anh em săn hàng. Em đã hạ tay rồi. Thì cho anh em săn hàng nha. Cây này có cân nặng là 364g ngọn 1.9. Giá hiện tại là 1.400.000. Đó, cho anh em săn hàng, ngoại hình hơi xước xát. Con hay da sắn thì em sẽ sell là 1.200.000. 1.200.000 nha anh em. 6m3, đọt 3 6m3 là 1.000.000, mà 1.200.000 là quá rẻ nha anh em. Nha, mình mua không có giá đó đâu nè. Anh NFT for hay da sắn nữa. Đó, cho anh em săn hàng. Kế tiếp là một cây Shimano. Đó, cây Shimano 5m4 của này Indo hay đâu? Đồ mà lại ta. Này của Indo. Indo. Cây này vừa cứng 4h. Đó nha, ngoại hình nó cũng hơi bị xước sáng chút xíu nha anh em. Rồi, cây này có cân nặng là giả chút. Nặng 184g mỗi 1.1. Cây này cứng nhất của cái dòng tuần tay Nhật, nó là vừa cứng nha anh em, là cứng nhất rồi. Rồi, cây này có giá là bữa là em bán là em sale lại nha, 1.650.000. Đó, sale luôn 1.650.000 nha anh em cho cây vừa cứng này. Đó, nha anh em, 1.650.000. Giá nhanh gọn lẹ. Đây, cái này là mã mấy nha? Mã B4748 là mã cây hai da. Tới mã này là mã B49 nha anh em. Cây vật cứng này 1.650.000. Đó, thường tay Nhật. Cái này của hãng Shimano nha anh em, quên nữa. Cái này của hãng Shimano. Nắp đuôi còn đầy đủ. Dạ. Cây này cho anh em muốn chép là hết bài. Cây này nè. Kế tiếp. Cái ngọn này không phải của nó nè. Ngọn này chắc của cái kia. Tiếp là một cây mã 50 là một cây 7m, 6m5, 7m của Reolympic. Cây này dạ rồi, nó tùm lum ta la quá tệ hại. Rồi đây nè, này đây 7m. Cây này là zoom 6m, 7m của Aramica Olympic nha anh em. Cái này là chuyên cho anh em nào quýnh cá suối, quýnh giống như là
quýnh đầu cạnh á, quýnh hay lắm, cái này quýnh hay lắm, quýnh cá nhỏ hay quýnh suối vô chép giết nha anh em. Cái này 7m nhưng mà nặng chỉ có 160g thôi, còn 0.8, giá cái này là 1.350.000. Bữa em bán cái này là 1.650.000, em sẽ sale là 1.350.000 nha anh em. Đó, sale hết. Hàng nội địa Nhật. Rồi kế tiếp là một cây câu cá rô. Cây này thích hợp anh em mình câu rô đồng nha, rô đồng với cá giết. Cây này có mã là mã bộ 51, nặng 54g, dài 3m. Đó, cho anh em mà quýnh đồng, anh em mà quýnh giết, anh em muốn rô nè, cho anh em những 3m 3 khúc. Giờ cái này giá là 450k. Em sẽ sale là 350k. 350k nha anh em, 3m chất liệu là carbon nha anh em. Đây. 350k. Kế tiếp là một cây này do ông khách gỡ nha, cái này ông khách gỡ cho em nè. À, một anh khách gần nhà gỡ cho em thì cây này nó chiều dài là 5m4. Cán rất là đẹp nè anh em, thấy không, rất là đẹp, của hãng biết hãng nào nữa em cũng không rành nữa, tại cái đồ nó năm nay là đồ tàu em không rành. Thì ổng mua nhiêu quá, giờ bây giờ ổng thanh lý là 800 nha anh em, 800k. Đây, rất là đẹp, cái này rơi vào 3h 3h rưỡi nha anh em. Đó, anh thanh lý là 800k. Thì anh em nào có chơi thì tư báo em nha, tại em không rành về đồ hoa. Ổng mua chữ mấy á thì đó, anh lý là 800 54. Đây, rất là đẹp nha anh em. Đó, bao tất cả đầy đủ. Rồi. Tới mã 5, đó là mã 52 tới mã 53. Là một cây đây nè. Cây này là do cứng nha anh em. Cái này là khá cứng đó. Cái này là 720 super 24 7m2. 7m2, cái này cứng nha anh em. Cái này cho anh em nào săn hàng. Đó. Cứng nè. Cái này để em để xong nha. Đây. Đây không phải lắm nó luôn. Hồi nãy em kiếm rồi kìa. Chắc rất lâu ra ngoài nữa. Cái này để em kiếm sau nha anh em. Thôi bây giờ tới đây đi. Tới đây đi em. Rồi, cảm ơn anh em còn thủ nha. Bây giờ chút nữa này em lên tiếp theo nha, để em kiếm là mấy cái lóng này cho nó đàng hoàng lại. Anh em